Cô chào mừng các em đến với bài giảng sinh học 8. Trước khi vào bài mới, cô và các em cùng ôn lại kiến thức cũ nhé. Đây là sơ đồ cơ quan trong hệ tiêu hóa ở người. Thì chúng ta sẽ liệt kê các cơ quan tiêu hóa trong hệ tiêu hóa. Thứ nhất là khoang miệng, rồi đến hầu, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già và hậu môn. Còn các tuyến tiêu hóa như là tuyến nước bọt ở trong khoang miệng nha các em, rồi tuyến vị, tuyến tụy, tuyến ruột và tuyến gan mật. Vậy chúng ta có bao giờ suy ngẫm, chúng ta đặt câu hỏi hoạt động tiêu hóa bắt đầu diễn ra ở cơ quan nào, cơ quan đó có cấu tạo ra sao và nó có vai trò gì trong cái hoạt động tiêu hóa hay không? Để trả lời được câu hỏi này thì hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu chủ đề của tiêu hóa. Và chủ đề tiêu hóa trong bài 25, tiêu hóa ở khoang miệng. Thì bài này các em sẽ tìm hiểu hai nội dung chính. Thứ nhất, tiêu hóa ở khoang miệng thì gồm có cấu tạo khoang miệng. Và thứ hai là hoạt động biến đổi thức ăn ở khoang miệng. Thứ hai là chúng ta tìm hiểu thức ăn qua thực quản. Đầu tiên các em tìm hiểu phần 1 la mã tiêu hóa ở khoang miệng. Các em quan sát cho cô hình 25.1. Đây là các cơ quan trong khoang miệng. Thì trong khoang miệng mình thì các em thấy cơ quan thứ nhất là về răng. Răng thì gồm có cái răng cửa này kìa. Rồi đến răng nanh và các cái răng hàm. Răng hàm thì chúng ta cũng biết là dùng để nhai đúng không? Và đây là tuyến nước bọt. Đây là nơi để tiết ra nước bọt. Ở dưới phần dưới lưỡi á, các em đỡ cái lưỡi lên là em thấy đây là tuyến nước bọt. Và đây là lưỡi này. Vậy thì các em suy nghĩ thật kỹ, kết hợp với thông tin cũng như là quan sát hình cho cô biết. Thế là răng có vai trò gì trong tiêu hóa? Răng có vai trò đó là cắn xé hoặc là nghiền, nhai thức ăn. Cắn xé như là dùng răng cửa, răng nanh, đúng không nào? Còn nghiền, nhai thức ăn như là răng hàm. Rồi, còn tiếng lưỡi. Thì lưỡi có vai trò gì trong tiêu hóa? Lưỡi trong vai trò tiêu hóa nhất em, đó là đảo trộn thức ăn. Lưỡi giúp đảo trộn thức ăn ha. Còn tuyến nước bọt thì có vai trò gì trong tiêu hóa? Tuyến nước bọt thì có vai trò đó là làm mềm thức ăn các em. Là nhờ trong cái tuyến nước bọt này nó có chứa enzyme amylase. Như vậy nó có thể làm tròn mềm thức ăn. Rồi, như vậy chúng ta vừa tìm hiểu xong các thành phần của khoang miệng. Bây giờ các em suy nghĩ ha. Theo em thì đâu là biến đổi hóa học cũng như đâu là biến đổi lý học? Ở đây cô có biến đổi thức ăn trong khoang miệng gồm có biến đổi lý học và hóa học với các gợi ý ở phía trên. Thì nhiệm vụ của các em là lựa chọn những cái hoạt động nào, tức là các hoạt động tham gia trong biến đổi hóa học hoặc là biến đổi lý học hoặc là biến đổi hóa học. Các em điền vào đây. Các em có thể dừng video trả lời thử nha. Và đây là đáp án của cô. Các hoạt động tham gia biến đổi hóa học, cô xin lỗi, biến đổi lý học trước nha, thì gồm có thứ nhất là tiết nước bọt, thứ hai đó là nhai, và biến đổi lý học thứ ba đó là đảo trộn thức ăn, thứ tư đó là tạo viên thức ăn. Còn hoạt động biến đổi hóa học thì có hoạt động của enzyme amylase trong tiết nước bọt. Vì tác dụng của các hoạt động này là gì? Thì tiết nước bọt là để làm ướt, làm mềm thức ăn. Còn nhai là để làm mềm cũng như làm nhuyễn thức ăn hơn các em. Còn đảo trộn thức ăn thì có tác dụng đó là ngấm nước bọt, làm cho cái thức ăn được ngấm nước bọt nhiều hơn. Và cuối cùng tạo viên thức ăn có tác dụng là cái tạo viên vừa để dễ nuốt. Hoạt động của enzyme amylase trong biến đổi hóa học có tác dụng đó là biến đổi một phần tinh bột trong thức ăn thành đường maltose. Vậy các em chú ý ha, tác dụng của các hoạt động tham gia biến đổi lý học và hóa học. Vậy các em suy nghĩ cho cô biết, tại sao khi nhai cơm hoặc là bánh mì lâu thì trong cái khoang miệng ta lại có cảm giác là ngọt các em? Các em có thể kết hợp theo dõi thông tin trong sách giáo khoa trả lời cho cô câu hỏi này.
Như lúc nãy chúng ta cũng đã vừa tìm hiểu là gì, trong tuyến nước bọt nó có một loại enzyme, đó là enzyme amylase. Thì cái enzyme này sẽ giúp biến đổi cái tinh bột chính này nè, như là cơm bánh mì á, sẽ thành biến đổi thành đường maltose. Mà đường thì chúng ta thấy rằng là nó có cái vị ngọt, đúng không? Do đó trong cái khoang miệng của các em có cảm giác rất ngọt. Và cô bổ sung thêm, cái enzyme các em là chất xúc tác sinh học, nó chỉ với một cái lượng rất là nhỏ có thể thúc đẩy tốc độ phản ứng tăng lên nhiều lần. Và mỗi loại enzyme thì chỉ xúc tác cho một phản ứng nhất định trong điều kiện pH cũng như là nhiệt độ nhất định. Thì ở đây cái enzyme amylase biến đổi cái tinh bột thành đường maltose thì độ pH khoảng 7,2 và nhiệt độ là 37 độ C. Vậy chúng ta đã trả lời được câu hỏi này. Các em vừa tìm hiểu xong trọng tâm của phần 1 lá mã, các em chốt nội dung ghi vào vở nhé. Tiêu hóa ở khoang miệng thì gồm có tiêu hóa biến đổi lý học và biến đổi hóa học. Biến đổi lý học thì gồm có tiết nước bọt, nhai, đảo trộn thức ăn, tạo viên thức ăn. Tác dụng đó là làm mềm, nhuyễn thức ăn, giúp thức ăn thấm nước bọt và tạo viên vừa dễ nuốt. Còn biến đổi hóa học là hoạt động của enzyme amylase trong nước bọt, có tác dụng biến đổi một phần tinh bột chính trong thức ăn thành đường maltose. Các em dừng video và ghi vào vở nhé. Suy nghĩ, thức ăn mà sau khi tạo viên sẽ được nuốt và đẩy xuống phần tiếp theo của hệ tiêu hóa. Vậy hoạt động nuốt và đẩy thức ăn diễn ra như thế nào? Chúng ta sẽ tìm hiểu qua phần 2 lá mã. Hai lá mã nuốt và đẩy thức ăn qua thực quản. Các em quan sát hình 25.3 cho cô. Đây là hình nói về nuốt và đẩy thức ăn qua thực quản. Là thức ăn này. Trong miệng, lưỡi này, đây là nắp thanh quản, này là cái thanh quản. Vậy thức ăn các bạn thấy rằng là khi mà được lưỡi đẩy xuống thì nó sẽ gặp cái nắp thanh quản, và cái nắp thanh quản này, lúc này thức ăn nó sẽ làm nắp thanh quản này đậy lại, đậy kín với cái thanh quản ở dưới, đúng không nào? Và thức ăn được đưa xuống. Rồi bây giờ các bạn cho cô biết, suy nghĩ ha, trả lời cho cô câu hỏi. Thứ nhất, nút diễn ra nhờ hoạt động của cơ quan nào là chủ yếu và có tác dụng gì? Có tác dụng gì? Thì chúng ta thấy là nhờ vào hoạt động của gì? Của lưỡi, đúng không nè? Là chủ yếu và nó có tác dụng đẩy cái viên thức ăn và vừa biến đổi á, từ cái khoang miệng xuống thực quản. Rồi câu hỏi số 2. Thì các em thấy là, các em cho cô biết là lực đẩy thức ăn qua thực quản xuống dạ dày đã được tạo ra như thế nào? Cái lực đẩy á, tạo ra như thế nào? Lúc nãy cô có giới thiệu. Thì chúng ta thấy lực đẩy thức ăn qua thực quản này xuống dạ dày đã được tạo ra là nhờ sự co giãn, phối hợp nhịp nhàng của các cơ thực quản. Các cơ thực quản. Lưu ý các em. Vậy thì thức ăn qua thực quản có được biến đổi về mặt lý học và hóa học không? Vì chúng ta thấy là thời gian thức ăn qua thực quản rất là nhanh, đúng không? Nó chỉ từ 2 đến 4 giây. Nên có thể coi như thức ăn không bị biến đổi gì về mặt lý học cũng như hóa học, mà nó xuống tới dạ dày mới có sự biến đổi nha các em. Đây các em nhìn thấy ha, thức ăn được đưa xuống nè, rồi cái nắp thanh quản này là, nếu không có nắp thanh quản, thức ăn mà lọt vào khí quản thì rất nguy hiểm ha các em ha. Vậy các em cho cô biết, rút ra cho cô cái kết luận, thức ăn được nuốt và đẩy qua thực quản được là nhờ đâu? Nhờ đâu? Nhờ thức ăn được nút xuống thực quản là nhờ hoạt động chủ yếu là của lưỡi ha các em, lưỡi, và được đẩy xuống dạ dày là nhờ hoạt động của các cơ thực quản. Đây là nội dung chính các em chốt ghi vào vở. À,
các em nhìn thấy hình ảnh người già đang ăn đúng không? Thì tại sao người cao tuổi khi ăn thường hay bị nghẹn vậy các em? À, đó là gì? Do người cao tuổi là hay bị nghẹn là do chức năng co giãn thực quản kém của người già, cái chức năng này nó kém các em. Và khi ăn thường không tập trung này, và nhai thì vội, rồi nuốt miếng thức ăn hơi to, nên thức ăn dễ rơi vào khí quản gây ho sặc sụi, có khi ngặt thở, thậm chí có thể gây tử vong, rất là nguy hiểm. Do đó đối với người già thì nên là gì, ăn chậm thôi và ăn từng cái miếng nhỏ. Nhớ về nhắc ông bà lớn tuổi của mình nhé. Giờ các em vận dụng kiến thức trả lời cho cô câu hỏi: tại sao vào buổi tối trước khi đi ngủ thì không nên ăn đồ ngọt và phải đánh răng sau khi ăn? Đây là công việc mà các em thường làm đúng không nào? Để các em giải thích về mặt sinh học cho cô nào. Chúng ta thấy là khi mà vào ban đêm ta ngủ thì nước bọt được tiết ra rất là ít đúng không? Đó là những khi tiết ít nước bọt thì nó sẽ là điều kiện cho cái vi khuẩn phát triển nơi vết của thức ăn nó còn dính lại, tạo ra cái môi trường axit, viêm răng, viêm lợi, làm cho miệng nó có mùi hôi. Bởi vậy là chúng ta không nên ăn đồ ngọt trước khi đi ngủ và cần phải vệ sinh răng miệng đúng cách sau khi ăn, và đặc biệt là sau bữa ăn tối nha các em. Nhớ ha, chúng ta phải biết vệ sinh răng miệng. Đây các em nhìn thử ha, răng của chúng ta đây là răng bình thường, nó sẽ có lớp men, lớp ngà răng, rồi bên trong thì có tủy, rồi những mạch máu. Thì đây là răng bình thường. Nếu như chúng ta ăn mà chúng ta đánh răng á, thì cái vết thức ăn nó còn dính ở nơi mà khó làm sạch này, kẽ răng hoặc là nơi mà không có khó làm sạch, thì chúng ta thấy sau một thời gian cái vi khuẩn ở nơi này nó sẽ sinh sôi, nảy nở ra nhiều hơn, và dẫn đến là gì, nó sẽ phá cái men răng và cũng như là cái ngà răng này, cái lớp ngà răng, rồi nó sẽ gây ra viêm tủy răng, chui vào trong gây viêm tủy răng. Cho nên những người này mình hay bệnh gọi là bệnh sâu răng, rất là đau ha. Do đó các em nhớ là vệ sinh răng, răng miệng sạch sẽ nhé. Bây giờ các em vận dụng giải thích cho cô cái câu mà ông bà mình hay nói tục, cái thành ngữ á, cái câu thành ngữ như là nhai kỹ no lâu. Giải thích về nghĩa đen về mặt sinh học nhé. Tại sao nhai kỹ lại no lâu? Khi nhai kỹ thì chúng ta thấy làm sao? Thức ăn nó sẽ càng nhuyễn đúng không? Mà thức ăn càng nhuyễn thì nó sẽ thấm đều cái dịch tiêu hóa, thấm cái enzyme amylase, nên cái hiệu suất tiêu hóa nó sẽ cao và cơ thể sẽ hấp thụ được nhiều chất dinh dưỡng hơn. Do đó chúng ta cảm thấy là no lâu hơn. Và khi nhai thì cái hàm của chúng ta, hàm trên hàm dưới là vận động. Do đó nhai kỹ, người nào mà ăn mà nhai kỹ, ăn chậm nhai kỹ thì làm cho cái thức ăn nó được tiêu hóa tốt hơn, cơ thể sẽ khỏe hơn. Rồi bây giờ chúng ta tìm hiểu xong kiến thức, cô có các câu hỏi kiểm tra đánh giá các em nhé. Câu thứ nhất, tiêu hóa ở khoang miệng thì chất nào sau đây bị biến đổi? A. Lipid, B. Glucid, C. Protein và D. Không có chất nào cả. Chúc mừng bạn nào chọn đáp án đúng, đó là B. Glucid. Câu số 2, quá trình tiêu hóa ở khoang miệng gồm A. Biến đổi lý học, hóa học, B. Nhai đảo trộn thức ăn, C. Biến đổi hóa học và D là biến đổi lý học. Chúc mừng bạn nào có đáp án đúng là đáp án đúng là câu A. Thức ăn được biến đổi, câu số 3, thức ăn được biến đổi hóa học ở khoang miệng đó là thức ăn nào? A. Hoa quả, B. Protein, C. Lipid và D là tinh bột chín. Được biến đổi trong khoang miệng thì đó là đáp án nào các em? Chắc là đáp án D. Câu số 4, thức ăn được nuốt xuống thực quản nhờ hoạt động chủ yếu của cơ quan nào? A là răng,
B là lưỡi, C là nắp thanh quản, C là cơ thực quản. Vậy thức ăn nuốt xuống thực quản, nuốt xuống thực quản nha. À, thì đó là nhờ hoạt động của cơ quan đó là gì? Nhớ đó là lưỡi ha, mới đưa thức ăn xuống thực quản. Vậy thì qua bài học hôm nay, em cần phải chú ý những gì trong quá trình tiêu hóa ở khoang miệng? Thứ nhất là chúng ta cần phải vệ sinh răng miệng đúng cách sau khi ăn nhé. Thứ hai, các em phải thực hiện ăn sạch, uống sạch, ăn chín, uống sôi để hạn chế vi khuẩn xâm nhập vào đường tiêu hóa. Và thứ ba là ăn chậm, nhai kỹ, tập trung vào bữa ăn để tránh thức ăn lọt vào đường hô hấp. Các em lưu ý, vận dụng kiến thức vào trong thực tế, phải biết giữ gìn vệ sinh răng miệng ha, ăn uống nhai kỹ để mà thức ăn được tiêu hóa tốt nhất, hấp thụ được nhiều chất dinh dưỡng nhất ha. Rồi, như vậy bài học của chúng ta đến đây là hết. Các em nhớ ghi viết bài và vở đầy đủ nhé. Học bài trả lời các câu hỏi trang 83 nha cô. Rồi xem trước bài 27 tiêu hóa ở dạ dày. Các em chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em tiết học sau.